Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì hôm qua giấc chiều nên có đặt một số lợp ếch đó. Rồi hôm qua trời chuyển mưa quá, thì cho nên nên không có chia sẻ cho cô chú anh chị xem được. Cho nên bữa nay sáng nên đi thăm nè, nên sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị xem luôn. Có một em, hai em bự luôn. Hai em bự luôn hả? Thì vô cái đầu tiên ha cô chú anh chị. Mưa nước quá chừng, tối thì giả lắm mưa cũng được được chứ cũng không lớn như mấy. Qua hai chuyển được hai em, cái đầu tiên đây bà xã đây. Đây là nên đặt ở trong cái đám phơi môn ha. Phơi môn người ta còn kêu bằng phơi cao á, thì đa số nên thì thường nên dùng cái tên là phơi cao là nhiều. Trong này thì nên có đặt hai cái. Đặt trên này, đặt dưới đó gì nữa. Anh đặt ra đây dạy lên tốt mỹ trên kia luôn. Anh đặt đây có hai cái à. Tại nên không biết có ếch hay có không? Có luôn hả? Ba con mà nhỏ hơn hai con này. Nhìn thấy luôn ra. Ba con hết trơn quá gồm xuống đất hết. Thấy ba cái cục gom nó lên trên trên cái mô phải ở. Trời ơi, cái lợp này nó lủng ở trên vách dữ vậy. Nhỏ hả? Nhỏ. Ít nhỏ. Chỗ này ít nhỏ. Được. Được có cái đầu tiên. Đó. Hai ba cũng còn. À, cái gì vậy? Im ha, hai cái vô hai cái đầu tiên đi. Mở hàng hả? Qua nên đặt á, nên đâu có ấy đâu. Về nên không có biết chỗ nào có ếch, chỗ nào không á, cho nên nên đặt hơi thưa gặp hơi thưa bẫy ra. Đặt thử cô chú anh chị. Thì chỗ nào có ếch á cái thì mà mình nữa mình đặt lại đặt nhiều một chút. Còn chỗ nào không có ếch thì mình không đặt luôn. Nào có ếch thì mình đặt lại. Nên đi ra, nên đi ra nên chạy lên khúc trên kia. Khúc trên kia nên có ba cái nha. Xuống rửa đi vậy. Vừa sao rụng vậy ha. Nguyên hoài tự nhiên rụng cuốn hết kìa. Bị gì? Này là cái đường người ta làm đan á, giữa ruộng á cô chú anh chị. Đây cho này phong cảnh buổi sáng, sáng sớm cánh đồng. Hôm nay thì có chỗ chín, có chỗ còn xanh, chỗ người ta gần cắt đây, cánh bên đó người ta gần cắt rồi, cánh bên này thì còn xanh. Đó, đó một cái nữa đó, mình mới thầm cái chết quớt rồi, chết luôn hả? Theo mấy đường nước này thấy chua rồi. Nước không có. Hai cái mới vô sớm quá, hai cái có. Tới hai cái chất quất. Ở ngoài này nên còn trái nữa. Giờ ếch nó ăn sao nên không có thấy dấu giò. Ồ, trái cây đu đủ. Cây đu đủ siêu trái luôn. Trái bành bành không. Quá trường trái. Đây là người ta trồng bắp. Đủ trái bành bành. Cái bẫy gì đó kìa. Giờ leo xuống. Và nước đây xuống tuốt ngoài dạ đóng mưa nước bình địa rồi chất quớt luôn, không có con gì luôn. Ba cái nè toàn chất quớt không. Tiếp tục là đám hai môn
Hôm một ngày bữa hổm nên đặt mấy cái dính cũng im nè. Bữa nay nên đặt cũng mấy cái, mình đặt 3 cái. Chúng nó ăn cái gì đó không? Chứ quá luôn hả? Kỳ vậy. Bữa trước đặt chúng im lắm mà dính im lắm mà. Chứ quá luôn à. Hôm bữa trước đặt dính im. Hôm nay đặt chứ quá. Để qua mép bên này. Dãy này đây dài đẳng nên có 2 cái nè. Đồ mất tay rồi không biết. Đây. Có giờ thấy nhúc nhích nước. Có cô chú anh chị ơi. Hai con mà hai con cũng vừa không bự. Có đỡ không? Sáng chui vô mấy này ướt mình chưa. Được 2 con. 2 con hay 3 con? 2 con. Được 2 con. Để nó vô thăm cái kia nữa. Chúng nó nên con cái nữa. Sáng đi trong mấy này mình mấy nó chìm nhạt hết trơn. Mưa nè, tối nè. Ở đây nước nhiều. Có gì không đây? Ôi, hẻo luôn. Không có con nào luôn. Buồn. Chỗ quá im mà không có. Chỗ im mà không có hết. Ồ, được có 1 cái, 1 có 2 con. Còn cái này chắc quết. Buồn quá trời luôn. Mấy con? 2 con hả? Nhảy luôn rồi, sợ như khi nó không vô. Để vườn chuối. Hai con kệ, có đơn không? Bởi vườn chuối này anh đặt được vô được 4-5 con gì nè. Giờ hôm nay được có 2 con hả? 2 con đó, 2 con. Qua nên bước xuống nên đặt cái lợp đây. Ếch bành kia luôn nhảy. Bên đó nên con cái đó. Ừ. Không có chỗ đặt. Cái mương sâu. Rồi không có chỗ đặt. Đặt được cặp mé nè. Có kìa. 2-3 con kìa. Ếch nhỏ. 2 con, 3 con. 4 con. 4 con mà ếch coi không à. Bữa dính đặt dính hết bự bự không? Hết bự hết rồi. Qua thấy hết bự nhảy mà. Nó chạy đâu? Được 4 con rồi. Ngoài này nên còn 2 cái nữa nè. Ra đó với cái vườn chuối ngoài kia 1 cái nữa. Mấy chỗ này đặt có ếch, ít nhiều cũng có, nhưng mà nó khó đặt. Mấy cái đường mương thì nước nó sâu quá. Đặt cái lợp đặt không được. Đặt cái trên khô thì ếch nó không chạy. Đặt dưới nước, ếch nó mới chạy. Cái lợp qua nên đặt đóng tiêu không biết. Đây, kìa. Không biết có con gì không đây. Nước rút khô gan. Rồi 2 con nó thiếu luôn, nhỏ luôn. Gom cái đó đi. Để anh gom cái trong này. Này chắc không có hàng khủng rồi.
không có hàng siêu to không rồi. Thấy cái lợp nó đạt, thấy lợp mà đặt có nước ít ít gì không chạy vậy. Còn mà lợp trên khô quá là ít nó không chạy. Lợp nó đặt nặng à, thấy có cũng có đó, mà bự nhỏ thôi đó, mấy con luôn á, nên thấy mấy con ếch luôn á. Con còn nằm đây nè, khô gan luôn rồi. Hai con này được hai con, nhảy tưng 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 à. Được hai con của chú anh chị. Rồi, cái điểm tiếp theo. Điểm này mong rằng có ếch khục, có ếch bự, nên đặt dòng vào trái bên kia luôn, bên dưới dừa bển. Có không? Đặt trong đám cỏ nè. Mấy chỗ này lúc trước nên đặt ếch bự bành, bự bự đúng không? Mà lúc trước ở chỗ này người ta còn trồng lúa, bây giờ người ta trồng cỏ. Con ếch con cua. Cái đó có lủng không? Con ếch con cua có đỡ không? Mấy chỗ này lúc trước người ta trồng lúa mà, nguyên vạt này cái lỗ này trồng lúa, bây giờ cái đây ta lên giường, bên này người ta trồng cỏ hết trơn, ta nghĩ trồng lúa, tại trong cái khoảnh này ít quá thì người ta không trồng nữa, trồng không có ăn. Dạt chỗ này chỗ lung bị dễ bị ngập nước, dễ tàu ta trồng cỏ luôn, người trồng lúa. Lúc trước nên đặt trong này là ít bành bành không, dính lắm luôn. Giờ thì chưa biết, hy vọng để đây đi vậy. Thì đi qua bên lên đường này qua bên đường dừa đó, nên con cái gì con nào sao thấy im gu à? Lại mà cái lợp, lại mà cái lợp tung 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 như sướng rồi. Con còn một nhỏ xíu rồi, cái cây đâu nè, cho anh cầm luôn nè, xúc lên. Con còn một nhỏ, giờ đi vô trong cái giường dừa trong đó, hy vọng ăn cỏ này nên có nè, nó có nhúc nhích nước thì hơi đó, một con gì nhúc nhích sao không thấy gì. Còn ếch nữa, con ếch màu cái gì mà sắm lận con không ta, con mà không được bự nữa. Hai con à hả? Ừ, hai con tưởng đâu con nhỏ bé lắm, con mà không được bự, con có chút ẻn. Địa hình này đặt ếch là lý tưởng, đặt ếch lý tưởng mà không có ếch. Rồi ta, cái bẫy đặt ở đâu ta? Nhớ đặt ở đâu coi, chỗ chuối nè. Đứng ngoài đó đi cũng được nè em. Bẫy nên rồi. Đây. Kìa. Yeah. Thấy nhúc nhích nước nó phóng ẹt ẹt rồi đó, hàng khủng khui. Một con bự, một con ếch, hai con cua. Đây một con ếch, ba con cua, ba bốn con cua gì đó, ếch bành kỳ đó, đặt gì mê mê, ếch bự bự gì, đặt ếch gì bự bự gì đó mới đã. Lưng. Vô trong này là mũi không. Tiếp tục đậu đằng này nên có một cái nữa. Cái hình như nên đặt ở trong, đặt ngoài mé cỏ. Đâu mất tiêu.
đầy. Giờ đặt mấy cái gì có mưa, xem đây, có mưa không sợ ngập. Rồi hai con bé bỏng nữa. Ừ, lứa không à, không có bự. Hai con bé bỏng nữa giờ. Cầm đi, để đi vô trong này. Trong này nên còn cái, rồi bên góc bên kia nên còn cái nữa là hết khu này rồi. Khu im im. Còn hai cái nữa. Ừ. Đi thẳng đó vô đi. Đi thẳng vô đầu trong đó có một cái đó. Nên qua anh kiếm cái bên này. Qua anh đặt cái bên đây. Giờ không nhớ nó đặt chỗ nào nữa. Đây, đỏ, thấy nó nhảy kìa. Đỏ, tung đó, đỏ, tung đó. Đỏ, nó tung đó. Mấy con đây, mà tung gì à. Một con, một. Hai con. Ba con. Quay, cái này. Đặt cặp trong vườn, cặp vách gì mà có. Đặt ngoài đám cỏ thua. Ngoài đám cỏ được cái ít nhỏ mà. Trong này mới ít bự nè. Nè, ba bốn con luôn. Bốn con, hai con. Bốn con, năm con. Năm con mà có một con hơi nhỏ. Ê. Năm con mà có một con hơi nhỏ nè. Rồi, sao nó mở gì nên cũng biết. Năm con, tại trong vườn nó tối hay sao? Nó tối nhìn không rõ. Chỉ được năm con. Rồi, để nên đi cái vô trong. Kế tiếp trong góc này. Nên còn cái nè. Đó. Cái nên đặt cái trong góc này ra. Có hàng gì hôm nay? Sao nên thấy nó im du à? Rồi. Cái này đặt đây thua à. Ủa đây ngon ghê gì mà không có ta. Thua. Chết quất. Có lũng gì không? Không thấy con gì chứ này. Rồi cái này thua rồi. Cái này ngay căn chỗ đây gì mà không có. Đặt cặp trong kia thì có. Rồi chết quất luôn. Xin trước cái mượn đó cho trống đó đỏ hết nhảy nhảy gì đó mà nó không vô lọt có gì không sao thấy im gu à có đó mấy con luôn đó hai con gì đó ếch nhảy gì mà nên đặt cái lọt đây nó không vô. Trời ơi, cái lọt này có lũ lũng trên nè. Ừ. Hai con lại có đỡ không mình nói là con cái nữa rồi. Tóm tóm đặt trong đống cỏ coi vô đây rồi ba bốn con luôn. Mà nhỏ không. Ừ. Nhỏ nhỏ không. Bốn năm con gì đó. Đây. Đi này ra luôn nè. Nhỏ nhỏ không à. Ít này chiên bột. Nấu cháo. Đó. Có đó, có một hai con gì đó, nhỏ chứ không bự. Nên đứng này nên nhìn nên thấy luôn. Vô vườn dừa. Mấy con? Ừ, nhỏ nhỏ mà. Vô nguyên cái vườn dừa nè. Dừa bí hiểm. Chút béo nhỏ thì nữa, nhỏ mình thả. Nhỏ thả đi. Bự bự thì mình bắt.
đâu rằng này nên con cái đó. Đặt theo mấy cái rãnh dừa sát ruộng kiếm ít bự không biết có không đây. Thấy em gu một con hai con bành ti với con dừa này đổm tổm. Con bự với con gì vừa dài con bành kia đem thấy nó thấy im gu à, lại mà nhảy ngay sột sột nó mới im. Đó, con nhỏ đó, con nhỏ nằm góc nắng đó đó. Con cũng quan trọng mà nằm góc luôn kia kìa. Gịch gì nó được con ăn ủi cũng đỡ. À, đi lại đằng này đằng này nên còn cái dưới vô trong kia hai cái nữa là hết lợp. À, điểm này điểm cuối cùng. Mấy điểm này là mấy cái điểm đặt ếch nên đặt này là lúc trước nên có đặt rồi không à, đặt rồi giờ nên đặt lại. Con gì nó mới chuột đây nè, con ếch hay gì á, con cua. Bắt cua không vậy? Bắt cua không? Người tại đâu cầm cái tiếp theo. Cái điểm này lúc trước là nên đặt lại dưới nát bự bự, giờ nên đặt lại. Đó, nó có nhúc nhích đó mà không biết, ếch bự nhỏ thôi. Đặt ồ, con bành kia luôn, hai ba con luôn nè, hai con bự luôn. Mấy điểm này, mấy chỗ này là nên có đặt rồi, dính hết bự bự không à. Đặt mấy cái rỗng, cái rỗng trong vườn dừa nè. Hai con bành kia 4, 6 đó. Trong con, trong con hai cái nữa đây. Cái tiếp theo, cái dưới mương, đặt dưới mương giờ nên sợ lắm. Sợ gì? Sợ mương nước nó ngập rồi chết quớt luôn. Ủa, dưới mương này dở không có à. Đây công đoạn bắt ếch điểm cũ. Bắt ếch điểm cũ. Ở cô bỏ đâu? Cô nó bỏ vô như cái bẫy đi. Để bắt con ếch chứ. Ừ. Bắt con xe tình hình đúng không? Dạ. Ếch bự ha. Sáng trời vẫn mưa nữa rồi. Ngày nào không cũng mưa hết trơn. Mới thấy hé nắng giờ ông kêu đen nữa. Dạ dạ đặt lợp ếch gì đó chứ giờ không có đặt lợp thứ kia nữa chút. Đặt lợp kia quải cùng cạn lắm, này nó gọn có nó chạy đủ á. Ê ếch cũng chợ dừa nãy nhảy xuống đây còn ếch nên bắt được rồi. Lại nhảy xuống dưới đó, nhảy quanh đây là thua luôn. Túm còn gọn lại mới được. Gì? Đặt cặp bờ kinh ếch bự không bờ hôm qua ngày kia tôi vứt đất vô chân xuống đó. Trời ơi nhảy xuống sông con mẹ mẹ không. Nó bờ kinh này hay chứ? Mà, mà
không thấy chỗ đặt, không có chỗ đặt tại nó khô quá, đặt phải có nước nước đó. Cặp bờ kinh nha. Dạ. Ủa tôi vô chân chuối đó, cũng mang phà phà nhảy kinh. Dạ, nó có chỗ nếu mà dồn lại chạy mạnh lắm, chạy mười mấy hai chục con luôn á. Lúc trước luôn. Việc ăn ga ta chứ mấy chiếc gọn hả? Dạ. Nó dạng như cái giớn vậy chú. Kéo qua. Cá dính hết. Cái nói chung ra cái gì cũng dính hết trơn á. Mình đặt cái bờ cái lóc lên đi nhảy lên ăn sao quá. Rồi có đặt theo mấy cái mương gì nè, mương nước gì nè. Nó dính hết trơn á. Ít giờ bán được ít thì giờ bán được 60 ngàn ký không? 70. Ít đồng nó mắc hơn. Dạ. Lợp này chú qua chợ mua hay chú làm? Dạ con mua trên mạng á. Mua của con em á. Được nhiêu bọc á hả? Mới bắt à. Nhỏ quá thả. Nhỏ quá mình thả cho bự bự nữa, lớn mình có bắt nữa. Mua cái gì nhiêu? Cái gì 30 ngàn. Đồng rộng một hai bữa cho nó ỉa sạch đi. Trời ơi, chú lộng có một đi một và nó ấu sạch. Rồi chế nước sôi về dục ba nhớ cả mà ăn để da ngon. Dạ đúng rồi. Để nên bắt tiếp bà xã nên cái của chúng về tại cái túi lưới nhỏ quá rồi bắt cái nó nhảy ra hoài à. Hai chồng nên cũng đã rửa số lợp mà bắt ra xong xuôi chưa? Được một túi. Rồi. Cầm đây. Được tối. Nay dính nhiều của chú anh chị nhưng mà ít nhỏ nhiều, này chắc cũng cỡ chừng gần 4 kg. Cũng gần 4 kg hết ha. Nay dính nhiều mà ít nhỏ nhiều. Ít bự cũng có mà ít bự cũng có mà không bằng. Không bằng bữa hôm dính ít bành không. Được một bọc. Này cỡ 4 kg ha. Ừ. Này dính im lắm ha, mà phải mà ếch sồ giống như bữa là ngon lành luôn, 5-6 kg khỏe ha, nhiều đó cũng được rồi, trời cho nhiều ăn nhiều, hay, phong cảnh đồng ruộng của chú anh chị, thì giờ ở đây thì người ta làm cái đường cổ đan nè, cho người ta chạy á, cho xe chạy, cho bà con người ta chạy, với ta kéo lúa đâu luôn. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Thì nên cũng hiện giờ nên sẽ chạy về chạy vô đem đi căng ba cái ếch. Rồi xong rồi về nghỉ ngơi chút xíu gì cái chắc trưa cái chiều chút gì kéo đầu là cả khoảng 2-3 giờ cái là hai chồng nên đi đặt nữa. Rồi thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.